Ba đặc điểm của người phụ nữ có phúc báo. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ được coi là cội nguồn hạnh phúc của gia đình, là người đem lại vận khí cho gia đình ấy. Mỗi hành vi, cử chỉ, cách ăn mặc, lời nói của một người phụ nữ đều sẽ bộc lộ rõ được tính cách, phẩm chất, thân phận và tâm tính của họ. Cổ nhân nhìn một người phụ nữ có phúc khí thì cần xem ba yếu tố chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thứ nhất là sự tu dưỡng. Tâm địa lương thiện là bản tính mà mỗi người nên có. Đồng thời, lương thiện còn đem đến nhiều phúc báo cho một người. Thuận theo việc con người dần dần lớn lên thì bản tính ban đầu của mỗi người cũng bị ảnh hưởng. Người phụ nữ có tu dưỡng thì sẽ bảo tồn được bản tính này, cũng như tạo ra cho mình vẻ đẹp tao nhã, có lễ nghi, có giáo dưỡng. Phụ nữ tao nhã không nhất định thể hiện ở vẻ đẹp trang điểm bên ngoài, mà là toát lên một vẻ đẹp từ bên trong. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể nhận thấy sự giáo dưỡng của họ thể hiện ngay từ trang phục, từ thói quen, từ cách sắp xếp cuộc sống gia đình. Người phụ nữ có tu dưỡng hiểu thấu được sự đời, có thể nắm giữ được những điều cần trân quý, buông bỏ những điều nên buông bỏ. Họ có thể trợ giúp cho chồng, đồng cam cộng khổ với chồng, và có thể đối đãi tốt với cha mẹ đôi bên. Họ không bởi vì sự xa xỉ của người khác mà ngưỡng mộ hay ghen tị, cũng không bởi vì bản thân có tiền của mà cố tình làm ra những việc bất nghĩa, xem thường người khác. Đây chính là tu dưỡng nội tâm của họ toát ra bên ngoài. Trong văn hóa truyền thống, quan hệ vợ chồng còn là quan hệ âm dương. Người phụ nữ mang tính âm, ôn nhu, thủy mị, ẩn mình, thận trọng, kín đáo. Đức tính này được ví như đặc tính của nước. Nước chảy chỗ trũng, làm lợi và nuôi dưỡng vạn vật mà không đòi hỏi. Bởi thế, một người phụ nữ có thể ôn nhu, hòa ái, ẩn mình hay không sẽ quyết định trình độ tu dưỡng của họ. Điều thứ hai, giao tiếp. Có đôi khi, cái miệng có thể làm tổn hại lớn đến phúc báo của một người. Trong gia đình, người phụ nữ thường xuyên nói những lời không tốt thì sẽ khiến gia đình rất khó hòa thuận, thịnh vượng. Khi nói chuyện, tiếp xúc với người phụ nữ có phúc khí, người nghe có thể cảm nhận rằng họ nói không nhiều lắm, nhưng lời nói lại hàm chứa trí tuệ. Từ ngữ không nhiều lắm, nhưng mỗi từ ngữ tựa đều như là châu ngọc vậy. Cổ nhân dạy rằng phải tu khẩu đức, bởi vì lời nói là xuất phát ra từ tâm. Tâm niệm vừa khởi thì trời đất đều biết rõ. Cổ ngữ có câu, ở trong chùa, nghe thấy tiếng nhạc kinh Phật thì giống như nghe thấy âm thanh từ trên thiên thượng, trong mây vọng đến. Nghe thấy tiếng chim hót thì khiến người ta cảm nhận được vạn vật trong mùa xuân xanh tươi đang hớn hở, mừng vui. Cũng như vậy, người phụ nữ có phúc khí thì nói lời châu tròn ngọc sáng. Người phụ nữ có cách nói nhẹ nhàng, tròn đầy thì nhất định là người chú trọng tu dưỡng. Giọng nói của họ sẽ không the thé, không đanh thép, không thô ráp, mà tràn đầy sự dịu dàng, nhu hòa và mềm mại. Lời nói của họ cũng sẽ tào nhã, dễ nghe, dễ nhận được cảm tình của người khác, gặp được nhiều may mắn và có phúc báo lớn. Điều thứ ba, tướng mạo. Con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa, thánh thiện. Người có tính cách thô bạo, lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn là hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt. Có người tướng mạo lộ ra vẻ đặc biệt trẻ trung và xinh đẹp thì hẳn là thuần khiết thiện lương. Còn cá biệt có những người cố gắng tỉa tót, trang điểm, cưỡng ép cho khuôn mặt giống như một mẫu hình nào đó, thường sẽ cho thấy sự trống rỗng
và kỳ dị của nội tâm. Người phụ nữ có phúc khí thì khuôn mặt hiền lành, hòa ái dễ gần. Cho dù khuôn mặt của họ không xinh đẹp xuất chúng nhưng rất ưa nhìn, khiến người tiếp xúc có cảm giác đáng tin cậy. Càng lớn tuổi thì tướng mặt họ sẽ càng hiền lành, phúc hậu. Cho dù họ có già đi nhưng vẫn sẽ khiến mọi người muốn tiếp xúc và có cảm giác thân thiết, an nhàn và không sầu lo. Phúc báo là tự bản thân mình tích lũy. Nó đến từ thiện tâm, thiện hạnh và sự cố gắng tích cực. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh. Phúc khí sẽ thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày, trong cử chỉ, lời nói, thói quen, trong tư thái của người phụ nữ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng có thể bắt gặp những người phụ nữ mặc dù không xinh đẹp xuất chúng, nhưng lại khiến những người khác rất dễ chịu, thoải mái. Kiểu người như vậy, làm mẹ thì từ ái, làm vợ thì hiền thục chu toàn. Mỗi một cử chỉ hành động của họ đều thể hiện ra sự hàm dưỡng, trí tuệ và tài đức. Đó là do họ đã tích đủ phúc khí cho đời mình. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 kiểu phụ nữ dù không xinh đẹp nhưng vẫn khiến người khác say mê đắm chìm. Thứ nhất, người phụ nữ lương thiện. Thiện lương là thiên tính nguyên thủy nhất của con người. Một người phụ nữ thiện lương khi đối đãi với người khác thì thân thiện hòa ái, khoan dung độ lượng, dễ dàng thân mật và chia sẻ với người khác, tuân thủ quy chuẩn đạo đức làm người. Ngoài thiện lương, không so đo tính toán thiệt hơn, được mất, không oán thán hận thù. Họ dùng tâm thái bình thản đối đãi với thế nhân, dùng lý trí thanh tỉnh để suy nghĩ tìm tòi ý nghĩa nhân sinh. Người phụ nữ mang trong mình tấm lòng thiện lương đều không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích gia đình mà sẵn lòng giúp đỡ người khác. Người như vậy dù không xinh đẹp cũng luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp, dễ chịu và tin tưởng. Thứ hai, người phụ nữ có trí tuệ. Trí tuệ là điều rất trọng yếu của mỗi người. Người phụ nữ trí tuệ hiểu được đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế. Họ có thể chống lại sức hấp dẫn của phồn hoa, cám dỗ, không để cuộc sống như nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy. Họ cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Xinh đẹp chưa hẳn đã là sức hút với người khác, nhưng phụ nữ có trí tuệ sẽ không ngừng gia tăng sức hút cho mình, cũng sẽ gia tăng sự tự tin cho chính bản thân. Một người không có trí thức sẽ rất khó đảm bảo có thể càng ngày càng có sức lôi cuốn. Phụ nữ trí tuệ luôn biết trau dồi tri thức, tẩy tịnh tâm linh, chú trọng tu dưỡng nội hàm của bản thân. Hiểu được đời người có điều gì là quan trọng nhất đối với họ. Cho nên, khi gặp gỡ và tiếp xúc với người trí tuệ, người ta thường không dễ dàng cảm thấy nhàm chán mà luôn có sức hút kỳ lạ. Thứ ba, người phụ nữ tao nhã. Tào nhã là khí chất rất không dễ có được. Người phụ nữ tào nhã không thích sự màu mè, tô vẽ, mà thích vẻ đẹp tự nhiên. Họ không bao giờ khoe khoang sự duyên dáng của mình, mà chỉ muốn trở về với diện mạo nguyên sơ ban đầu. Họ không chỉ lưu ý đến dáng vẻ bề ngoài, mà còn chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Người không có tu dưỡng thì sẽ không có khí chất đặc biệt này. Thứ tư, người phụ nữ lạc quan. Lạc quan là tài phú quý giá và cần thiết nhất của mỗi người. Người như vậy luôn có năng lực lớn trong việc đối mặt với những khó khăn, suy sụp trong cuộc sống. Họ có ý chí và nghị lực ngoan cường nên thường không dễ dàng bị gục ngã, oán trách, than vãn. Phụ nữ lạc quan giống như ánh sáng ấm áp giữa trời đông giá rét. Họ khiến người tiếp xúc dường như có suy nghĩ tích cực hơn, sức sống tăng lên nhiều phần. Thứ năm là người phụ nữ thành thục. Thành thục, trưởng thành là tiêu chí lý tính nhất của con người. Thành thục ở đây không phải nói về thể chất mà là tâm linh thành thục. Người phụ nữ càng thành thục thì càng ôn nhu, trầm tĩnh hơn, biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Phụ nữ thành thục hiểu được rằng
điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Họ biết cách tiếp nhận hết thảy với thái độ ung dung tự tại, nhìn ai cũng thuận mắt, tôn trọng ý kiến của người khác. Người như vậy khiến người tiếp xúc cảm thấy tâm bình khí hòa, muốn được chia sẻ vui buồn của bản thân. Người phụ nữ thành thục có thể một mình gánh đỡ được cả một gia đình. Cho dù trong gia đình do hoàn cảnh không may mà khuyết thiếu người chồng, họ vẫn có thể giữ cho gia đình tốt đẹp, con cái trưởng thành, thành đạt. Đối với người phụ nữ, có được nhan sắc xinh đẹp là điều vô cùng may mắn, cũng là một loại phúc báo. Nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài dễ dàng qua đi. Chỉ có tri thức, sự tu dưỡng trong tâm mới là trường tồn mãi. Hơn nữa, dung nhan xinh đẹp đều sẽ thuận theo thời gian mà dần dần nhạt nhòa. Còn sự tu dưỡng ở bên trong nội tâm lại có thể cùng thời gian mà tăng tiến lên. Thời gian càng lâu lại càng tỏa hương thơm ngát.